bạn, mình là Nghiêm Thùy Trang, founder của Tiếng Trung Alpha. Rất vui được đồng hành với các bạn trong video clip ngày hôm nay. Để tiếp tục chuỗi video học tiếng Trung thông qua giáo trình Hán ngữ 6 quyển thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 2. Tuy nhiên trước khi bắt đầu vào bài 2 thì cô Trang muốn hỏi các bạn một chút rằng các bạn đã ôn luyện kỹ tất cả những kiến thức mà cô Trang chia sẻ trong bài 1 chưa nhỉ? Bởi vì bài học mới sẽ luôn đến khi bài học cũ được hoàn thành. Nhớ nhá, vậy nên trước khi bắt đầu một bài học mới, các bạn hãy ôn luyện thật kỹ bài học cũ. Và vẫn như thường lệ, trước khi bắt đầu bài học thì cô Trang mong muốn rằng các bạn hãy chuẩn bị sẵn vở ghi chép, bút nhiều màu mực và một cốc nước cho bản thân mình để giúp cho việc học của chúng ta được hiệu quả và thuận lợi hơn nhá. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng mình bắt đầu thôi nào. Trong bài ngày hôm nay thì tạm thời chúng ta sẽ chưa học thêm những thanh mẫu mới, mà vẫn sẽ sử dụng những thanh mẫu chúng ta đã học trong bài 1. Tuy nhiên chúng ta sẽ được học thêm những vận mẫu mới sau đây. Nào các bạn cùng nhìn lên và đừng quên nhiệm vụ lắng nghe cũng như lặp lại thật to cùng với cô Trang nhé. Ok ạ, ở âm đầu tiên chúng ta sẽ đọc là an. An. Các bạn đừng quên là khi mà luyện tập thì chúng ta hãy đọc vang to rõ lên nhá. Chúng ta sẽ không đọc là an mà chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ? An. An. Chính xác. Sang âm thứ hai nào. Ở vận mẫu thứ hai này chúng ta sẽ đọc là ân. Ân. Các bạn lưu ý một chút là chúng mình không nên đọc là ân ân mà nên tròn mẩy cái âm lên nhá. Ân. Ân. Tiếp theo ạ, vận mẫu thứ ba. Ở đây các bạn nhìn thấy an mà có thêm g vào thì mình sẽ đọc là gì nhỉ? An. Đúng rồi nào, hãy đọc thật to và vang lên nhá. An. An. Chính xác. Vận mẫu tiếp theo. À ở đây chúng mình bắt gặp này, đằng trước chính là âm ân đúng không ạ? Vậy ân mà thêm chữ g vào đằng sau thì mình sẽ đọc là gì nhỉ? Ân. Ân. Đúng rồi, đọc vang lên nhá. Ân. Chính xác. Vận mẫu cuối cùng chúng ta sẽ đọc là ung. Ung. Rồi các bạn lưu ý giúp cô Trang một chút nhé. Khi đọc vận mẫu này thì chúng mình sẽ không chụm hẳn môi lại như khi đọc chữ ung trong ung dung của tiếng Việt, mà chúng mình sẽ để khẩu hình ở đến môi của mình tạo thành một hình tròn nhỏ, tức là nó sẽ mở nhẹ ra nhé. Ung. Ung. Các bạn đã nắm được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phần khá là quan trọng, đó chính là luyện tập ghép âm. Thì ở trên đây các bạn cũng sẽ nhìn thấy một cái bảng này, cũng giống như ở bài 1 thôi đúng không ạ? Ở cột bên này là những thanh mẫu mà chúng ta đã học rồi. Ở bên hàng trên này là những vận mẫu mà hôm nay chúng ta vừa mới học. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần ghép âm đánh vần nhá. À, thanh mẫu đầu tiên là p. Và khi nó được ghép với vận mẫu an thì chúng ta sẽ có âm gì nhỉ mọi người nhỉ? P an. Pan. Chính xác, cả lớp đọc thật to rõ lên cùng với cô nào. Pan. Pan. Rồi tiếp theo chúng ta có âm pân. Pân. Pang. 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 Thanh mẫu thứ hai. Mọi người còn nhớ thanh mẫu này đọc như thế nào không nhỉ? Có điều gì đặc biệt ở đây nhỉ? Chính xác, thanh mẫu này chúng mình phải bật hơi ra nhá. P. P. Rồi, vậy thì khi ghép vào những vận mẫu ngày hôm nay chúng ta học thì chúng ta lần lượt sẽ có các âm gì nhỉ? Pan. Pan. Pen. Pen. Pang. 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 Thanh mẫu tiếp theo ạ, thanh mẫu M. Khi kết hợp vào thì mình sẽ lần lượt có các âm man. Man. Mân. Mân. Mang. Mang. Mân. Mân. Tiếp theo ở thanh mẫu phở, khi mà kết hợp chúng ta sẽ đọc như sau. Phan. Phan. Phân. Phân. Phang. Phang. Phân. Phân. Và các bạn vẫn lưu ý giúp cô nhé, những cái chỗ mà mình để khoảng trống như này này, tức là thanh mẫu đó và vận mẫu đó không kết hợp được với nhau. Rồi bây giờ sang đến thanh mẫu tiếp theo nhá. Mọi người còn nhớ thanh mẫu này đọc là gì không nhở? À, tờ. Tờ. Và khi kết hợp vào thì chúng mình sẽ có những âm tan. Tan. Tân. Tân. Tang.
Tiếp theo nhá, ở thanh mẫu thở thì chúng mình sẽ ghép được các âm than, than, thang, thang, thăng, thăng, thông, thông. Đó, các bạn lưu ý nhé, khi mà đọc âm ung thì cái môi của mình sẽ không trụm hẳn lại. Thông, thông. Rồi, tiếp theo nào, thanh mẫu nở thì sẽ cho chúng ta các âm nan, nan, nân, nân, nang, nang, nâng, nâng, nung, nung. Tiếp theo ở thanh mẫu L thì chúng ta sẽ ghép được các âm lan, lan, lang, lang, lâng, lâng, lung, lung. Thanh mẫu tiếp theo, thanh mẫu cở thì khi ghép vào chúng mình sẽ có các âm can, can, cân, cân, căng, căng, cân, cân, cung, cung. Tiếp theo, không biết là mọi người còn nhớ thanh mẫu này đọc như thế nào không nhỉ? Và cô Trang gắn thanh mẫu này với hình ảnh gì các bạn có còn nhớ không ạ? À, chính xác là hóc xương cá đúng không ạ? Mình hãy cảm giác như mình hóc xương cá và mình bị mắc ở đây này rồi mình phải khạc nó ra nhá. Khở, khở, chính xác. Vậy thì khở ghép với an chúng mình sẽ có âm gì nhỉ? Các bạn nhớ là đọc lớn lên nhá, đọc phải nghe thấy âm thanh của chính mình đấy. Khan, đúng rồi, một lần nữa nào. Khan, chính xác. Khân, khân, khang, khang, khân, khân, khung, khung. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với thanh mẫu cuối cùng nhá. Thanh mẫu khở. Âm này thì chúng mình sẽ đọc như nào nhỉ? Đọc nhẹ thôi, giống nó hơi giống với cả chữ khở trong tiếng Việt đấy, được chưa ạ? Giờ chúng mình sẽ đọc nhá. Khan, khan, khân, khân, khang, khang, khân, khân, khung, khung. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm quen với 5 vận mẫu mới ở trong bài 2 này, cũng như là đã luyện tập ghép chúng với những thanh mẫu mà chúng ta đã học trong bài 1. Và không biết là các bạn có còn nhớ không, ở trong bài 1 cô Trang đã nói chuyện với các bạn về cấu tạo của một âm tiết. Ngoài thanh mẫu, vận mẫu ra nó còn gì nhỉ? À đúng rồi, còn thanh điệu đúng không? Và trong bài 1 chúng ta đã học được mấy thanh điệu cơ bản trong tiếng Trung nhỉ? Chính xác, 4 thanh điệu cơ bản lần lượt là a, á, ả, ạ. Vậy thì trong bài ngày hôm nay cô Trang sẽ giới thiệu với mình kiến thức nào liên quan đến thanh điệu đây? Chúng mình cùng theo dõi nhé. Vậy trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với kiến thức thanh nhẹ. Trước tiên, như thế nào là thanh nhẹ ạ? Đó là trong tiếng Hán thì sẽ có một số âm tiết không mang thanh điệu. Nó được đọc rất nhẹ và ngắn. Và những thanh điệu như thế được gọi là thanh nhẹ. Để rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với những ví dụ sau đây nhé. Trước tiên thì cô Trang đố các bạn nhé. Mẹ trong tiếng Trung thì nói như nào nhỉ? Từ này cô chắc chắn là rất nhiều bạn không học nhưng vẫn biết này. Chúng mình đọc là mama, mama. Rồi, đó thì thật ra về chữ Hán nhá, từ mama nó là hai từ ma đều mang thanh một. Đấy, tuy nhiên là trong quá trình sử dụng người ta sẽ đọc nhẹ cái chữ ma thứ hai đi và đọc là mama, mama. Chúng ta sẽ không đọc là mama mà là mama. Rồi, tiếp theo ở từ này các bạn cũng sẽ thấy này, cái âm tiết đằng sau không mang dấu gì cả và chúng ta nhận biết nó, đây chính là thanh nhẹ, được chưa ạ? Vậy với thanh nhẹ thì chúng ta sẽ đọc như thế nào ạ? Chúng ta sẽ thông thường chúng ta sẽ dồn trọng âm vào âm đằng trước thì đằng sau tự nhiên nó sẽ lơi ra và nó sẽ nhẹ hơn. Thì các bạn nghe cô đọc sau đó lặp lại thật to rõ ràng cùng với cô nhá.
白的白的Chính xác. Ở ví dụ thứ ba này, các bạn cũng sẽ thấy âm tiết đằng sau không mang thanh điệu gì bên trên cả và nó được gọi là thành nhẹ. Nào, chúng mình cùng đọc nhá. Nì mẩn, nì mẩn. Vậy bây giờ các bạn thử hình dung giúp cô xem là ví dụ ở trên này nó mà là thanh 1 thì chúng mình sẽ đọc như nào? Nì mẩn, đúng không? Rất là rõ này, nì mẩn. Rồi, thế bây giờ ví dụ như là nó là thanh 4 đi thì mình sẽ đọc như nào nhỉ? Nì mẩn, nỉ mận. Đó, các bạn phân biệt nhé. Còn ở đây cái câu chuyện mà chúng ta đang nói nó là thành nhẹ thì mình sẽ đọc là nỉ mận, nỉ mận, rất nhẹ, đúng không ạ? Rồi tiếp theo cái từ này các bạn sẽ đọc là gì đây nhỉ? Từ gì đây ạ? Các bạn nhìn cho cô, âm tiết đầu tiên mang thanh mấy đây? Thanh mấy nhỉ? Thanh 4 thì mình phải đọc làm sao ạ? Nào, chém cái tay xuống nhá. Pa, đúng rồi, mình phải đọc dứt khoát lên, được chưa? Rồi cái đằng sau mình không có dấu gì, mình đọc nhẹ đi này. Pa pa, pa pa. Mình sẽ không đọc là papa nhé mọi người, mà là pa pa. Chính xác. Và đây cô Trang sẽ chia sẻ với mọi người một cái tip nhỏ để có thể phát âm đúng thanh nhẹ này, để phát âm hay hơn đấy. Và cái tip này thì chỉ bạn nào xem video này thì mới biết thôi nhá, bởi vì nó sẽ không có trong sách vở chính thống gì cả, mà đây nó đúc rút từ bao nhiêu năm dạy học của mình mà thành thôi. Để đó là khi mà đọc thanh nhẹ thì để đọc hay đọc đúng thì các bạn có thể hình dung nó bằng khoảng 1/2 dấu huyền. Cô Trang lấy ví dụ này, nếu như ở đây mà là dấu huyền chẳng hạn thì chúng ta sẽ đọc là ma mà, đúng không? Dấu huyền mà, huyền mà đấy, ma mà. Nhưng mà mình chỉ đọc bằng một nửa dấu huyền thôi, lơi nó ra. Ma mà, ma mà. Mình lấy thêm một ví dụ nữa đi. Ở đây các bạn hình dung nếu như nó có dấu huyền chẳng hạn thì nó sẽ là gì nhỉ? Nỉ mần, nỉ mần, đúng không? Nhưng bây giờ mình đọc cỡ khoảng 1/2 của nó thôi, đọc lơi ra nào. Nỉ mần, nỉ mần. Đó, được chưa? Và có một cái lưu ý này thì các bạn ghi nhớ giúp cô nhé. Đó chính là trong khi viết phiên âm thì âm tiết mang thanh nhẹ sẽ không được đánh dấu ở trên âm tiết, tức là bên trên nó không có cái dấu gì cả. Và thông thường âm tiết mang thanh nhẹ nó có thể đứng một mình hoặc là đứng đằng sau một âm tiết khác trong từ. Nội dung tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu cũng vẫn sẽ là một nội dung liên quan đến thanh điệu, cụ thể là nửa thanh ba. Nếu các bạn đã học qua bài 1 rồi thì chắc chắn vẫn còn nhớ là thanh ba cô Trang hướng dẫn các bạn đọc như thế nào nhỉ? Đúng không ạ? Và cô Trang có nói với các bạn rằng hãy hình dung nó được chia thành hai nhịp đi xuống rồi lại đi lên. Đó, và trong bài 1 chúng ta cũng đã lưu ý một chút với nhau rằng khi hai thanh ba đứng cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên sẽ biến thành thanh 2. Vậy thì nếu đằng sau thanh ba không phải là thanh ba mà là thanh 1, thanh 2, thanh 4 hoặc thanh nhẹ thì sẽ có sự thay đổi nào ở đây nhỉ? Đó, các bạn lưu ý giúp cô Trang nhé. Đó là sau âm tiết mang thanh ba mà là các âm tiết mang thanh 1, thanh 2, thanh 4 hoặc thanh nhẹ thì âm tiết đó sẽ được đọc thành nửa thanh ba. Cụ thể thì chúng ta sẽ đến với những ví dụ sau nhé. Ở đây chúng ta có từ ủy mang thanh 3 và bình thường chúng ta sẽ đọc là ủy. Rồi, nhưng khi ghép vào từ thì đằng sau nó là một âm tiết mang thanh mấy đây ạ? Mang thanh 1. Vậy lúc này chúng ta sẽ không đọc là ủy y, không đọc cả như vậy nữa mà sẽ đọc nửa thanh 3 thôi. Ủy y, ủy y. Tiếp theo nhá. Từ này đọc là gì đây mọi người? Từ gì đây nhỉ? Âm ân với khở là khẩn, thanh 3 là khẩn, khẩn. Rồi nhưng đằng sau thanh 3 là thanh 2, thế nên thanh 3 này mình chỉ đọc bằng 1/2 thôi thì không đọc là khẩn nữa. Chúng mình sẽ đọc là khẩn, khẩn, khẩn mắng, khẩn mắng. Được chưa ạ? Tiếp theo này. Ví dụ thứ ba chúng ta có từ ủ. Nếu mà đọc trọn vẹn nhịp của thanh 3 nó sẽ là ủ. Nhưng đằng sau nó là một thanh 4. Chính vì thế từ này tôi cũng chỉ đọc bằng 1/2 thanh 3 thôi. Ủ phản, ủ phản. Từ tiếp theo này, từ này quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Khổ, khổ. Nhưng mà đằng sau từ khổ này nó lại là thanh nhẹ này. Thế nên từ khổ này chúng ta cũng chỉ đọc bằng 1/2 thanh 3 thôi. Cụ thể là khổ mơ, khổ mơ. Các bạn đã nắm được phần này chưa ạ? Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành tất cả những kiến thức liên quan đến phát âm của bài 2 rồi. Vậy thì ngay bây giờ chúng mình sẽ sang một phần mới thôi nhá. Đó chính là phần từ mới. Và những kiến thức ở trong phần từ mới này cũng chính là những kiến thức mà các bạn có thể áp dụng vào giao tiếp đời sống hàng ngày đấy. Cũng giống như ở trong video bài 1, đó là khi học từ mới thì cô Trang muốn rằng các bạn hãy chỉ ghi phiên âm trước thôi. Hãy để trống ra một khoảng để cuối buổi học mình sẽ điền chữ Hán vào. Còn cách viết chữ Hán như thế nào thì cô Trang sẽ để toàn bộ ở phần cuối video clip nhé. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu thôi. Từ vựng đầu tiên mà chúng ta học hôm nay đó chính là
Máng. Máng. Máng ở đây thì có nghĩa là bận, bận rộn. Từ vựng thứ hai chúng ta có ma. Ma. Các bạn lưu ý là ở trên cái chữ ma này không có gì đây nhỉ? Không có thanh điệu. Vậy nó chính là thanh. Chính xác, thanh nhẹ. Nào, chúng mình cùng đọc lại với cô nhé. Ma. Từ ma này thì đóng vai trò là trợ từ nghi vấn ở trong câu. Và cách dùng trợ từ nghi vấn như thế nào thì cô sẽ nói rõ hơn ở phần ngữ pháp nhé. Từ vựng tiếp theo mà chúng ta học là khẩn. Khẩn. Khẩn ở đây có nghĩa là rất. Tiếp theo chúng ta có từ khẩn ủy. Khẩn ủy. Các bạn nhớ giúp cô là thanh 4 đọc dứt khoát lên nhá. Khẩn ủy. Rồi, khẩn ủy ở đây Hán Việt là Hán ngữ và nghĩa của nó là tiếng Hán, tiếng Hoa, tiếng Trung. Tiếp theo chúng ta có từ nán. Nán. Các bạn đọc to lên cùng với cô nào. Phải nghe thấy âm thanh của chính mình nhá, đừng quên điều đó. Nán. Rồi, nán ở đây Hán Việt là nan và có nghĩa là khó, khó khăn. Từ tiếp theo chúng ta đọc là thẻ. Thanh mấy đây mọi người nhỉ? Thanh 4 đúng không? Dứt khoát lên nhá, đọc to lên giúp cô nào. Thẻ. Thẻ. Đúng rồi, từ thẻ ở đây có nghĩa là quá, lắm. Rồi, từ mới tiếp theo chúng ta cùng đọc với cô Trang nhá. Bà bà. Bà bà. Ở đây chúng ta có thanh 4 và thanh nhẹ. Thì các bạn lưu ý là mình sẽ dồn trọng âm vào âm tiết đằng trước và đọc lơi cái âm đằng sau ra nhá. Lơi như nào? Lơi thì khoảng bằng 1/2, 1/3 dấu huyền ấy. Các bạn nghe cô đọc và lặp lại theo này. Bà bà. Bà bà. Bà bà ở đây có nghĩa là bố, là ba, là cha. Từ tiếp theo chúng ta sẽ đọc là mama. Mama. Một lần nữa chúng ta đã bắt gặp âm tiết mang thanh nhẹ đứng ở phía sau, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta vẫn sẽ dồn trọng âm vào âm đằng trước và đọc lơi cái âm đằng sau ra nhá. Mama. Rồi, mama ở đây có nghĩa là mẹ, là má. Tiếp theo chúng ta có từ tha. Tha. Từ tha này có nghĩa là anh ấy, ông ấy, cậu ấy, gã ấy và thậm chí là thằng ấy. Từ tha này dùng để chỉ ngôi thứ ba số ít mang giới tính nam. Ở đây thì cô lưu ý với các bạn một chút ngoài lề thôi nhá. Đó là cái bộ mà các bạn nhìn thấy giống số 1 đằng trước này này. Nó là bộ nhân đứng. Và thông thường những chữ có bộ nhân đứng này rất có khả năng nó sẽ liên quan đến từ chỉ người. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với từ tiếp theo nhá. Ở đây chúng ta có từ tha. Tha. Từ này có nghĩa là cô ấy, bà ấy, chị ấy, mụ ấy, con bé ấy. Nói tóm lại là nó dùng để chỉ ngôi thứ ba số ít mang giới tính nữ. Và các bạn có để ý thấy không rằng là đằng sau của từ tha này nó hoàn toàn giống với từ tha ban nãy chúng ta học. Nó chỉ khác ở cái bộ đằng trước thôi. Nếu như trong từ tha chỉ nam giới ban nãy chúng ta học á, ở đằng trước là bộ gì nhỉ? Bộ gì mọi người? Bộ nhân đứng. Thì ở đây nó được thay thế bằng bộ nữ. Và cô Trang bật mí cho các bạn một chút nhá. Đó là những từ mà mang bộ nữ ấy, thì thông thường rất có thể nó sẽ liên quan đến chỉ về phụ nữ này, đàn bà này, hoặc là giống cái này, ví dụ như mẹ, bà, chị gái, em gái hay là sữa nữa. Các bạn nhớ được điều này chưa ạ? Khá là thú vị đúng không? Từ tiếp theo chúng ta có là từ nán. Nán. Từ này Hán Việt là nam và nghĩa của nó cũng có nghĩa là con trai, đàn ông, nam giới. Thì các bạn lưu ý nhé, chữ Hán của từ này rất là thú vị ạ. Phía bên trên này các bạn nhìn thấy cái ô vuông có gạch gạch ở bên trong này này. Đó chính là bộ điền. Điền là ruộng đồng, ruộng vườn ấy mọi người. Còn phía dưới này là bộ lực. Thì đàn ông ngày xưa được định nghĩa là gì ạ? Là những người có sức vóc để gánh vác việc ruộng đồng. Thì đó chính là nam. Được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ có từ cưa cửa. Cưa cửa. Cái từ này mang thanh gì đây mọi người ơi? Thanh nhẹ đúng không? Thế chúng mình đọc to lại giúp cô nào. Cưa cửa. Cưa cửa đây có nghĩa là anh trai. Tiếp theo chúng ta có từ tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Đó, các bạn thấy chữ Hán thì giống y như nhau luôn nhưng mà phiên âm thì lại khác nhau về thanh điệu đúng không? Và đây chính là thanh nhẹ, cô đã nhắc rất nhiều lần rồi. Các bạn ghi nhớ nhá. Ở từ này chúng mình sẽ đọc là tỷ tỷ. Tỷ tỷ có nghĩa là em trai. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ mẹ mẹ. Mẹ mẹ. Mọi người có thấy gì quen quen ở đây không nhỉ? Cái gì đây ạ? Đúng rồi, là bộ nữ. Vậy thì từ này chắc chắn là phải liên quan đến giống cái hoặc là giới nữ rồi đúng không? Từ mẹ mẹ ở đây có nghĩa là em gái,
Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành toàn bộ phần từ vựng của bài 2 ngày hôm nay. Và cô Trang hy vọng rằng các bạn đừng quên ghi chép cũng như là hãy luyện tập đi luyện tập lại cho đến khi thành thục nhá. Và sang đến bài 2 này thì lượng từ vựng của chúng ta đã bắt đầu nhiều lên rồi. Cô Trang cũng tin rằng cái nhu cầu muốn vận dụng những từ vựng này vào trong các mẫu câu giao tiếp của các bạn cũng đã tăng lên. Vậy nên trong bài 2 này thì cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn một phần mới nhá. Đó chính là ngữ pháp. Và nội dung đầu tiên mà chúng ta sẽ học trong phần ngữ pháp liên quan đến trợ từ nghi vấn ma. Thì chúng ta có một cái cấu trúc đó là câu trần thuật cộng với ma thì sẽ trở thành một câu nghi vấn. Cô lấy ví dụ là chúng ta sẽ có một câu tiếng Việt như sau: anh ấy rất bận. Nếu bây giờ chúng ta muốn chuyển câu anh ấy rất bận thành anh ấy rất bận à, anh ấy rất bận có phải không, thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần cho trợ từ nghi vấn ma vào đằng cuối câu, nó sẽ biến thành anh ấy rất bận ma. Các bạn đã hiểu cách dùng chưa ạ? Nó khá là đơn giản đúng không? Chúng ta cùng đến với một ví dụ nữa nhé. Ví dụ chúng ta muốn nói là món này không ngon, nhưng mình muốn chuyển cái câu món này không ngon thành câu hỏi thì sao nhỉ? À, mình chỉ cần cho ma vào đằng sau câu thôi. Món này không ngon ma. Các bạn đã hiểu cách dùng chưa ạ? Như trong phần ví dụ này thì các bạn sẽ thấy rằng cô Trang lâu ngày quá rồi mới gặp lại cô Tiếu, thế nên là cô Trang rất là vui vẻ hồ hởi hỏi thăm cô Tiếu bằng cách hỏi hảo ma, hảo ma. Các bạn đọc luôn cùng với cô nào, các bạn hãy hỏi thăm cô Tiếu cùng với cô Trang nhá. Hảo ma. Từ hảo ở đây có nghĩa là khỏe, là tốt, là ổn. Vậy khi mà chúng ta thêm ma vào đằng sau thì có nghĩa là khỏe không, tốt không, ổn chứ, đúng không ạ? Các bạn hãy đọc lại cùng với cô Trang nhá. Hảo ma. Rồi, sau khi hỏi thăm cô Tiếu xong thì cô Trang muốn tặng quà cho cô Tiếu. Và bởi vì mối quan hệ của cô Trang với cô Tiếu tương đối là tốt, nên là giọng điệu lúc tặng quà của cô Trang có vẻ hơi khoa trương. Cô Trang đưa món quà cho cô Tiếu và hỏi là ta ma. Ta ở đây có nghĩa là to, lớn. Ý cô Trang muốn hỏi là à, thấy quà của chị to chưa? Chúng mình cùng đọc lại với cô từ này nhá. Ta ma. Tiếp theo, sau khi mà đã tặng quà cho cô Tiếu xong rồi thì cô Trang còn cho cô Tiếu tiền nữa mọi người ạ. Cô Trang còn cho cô Tiếu tiền đây này và hỏi cô Tiếu là xỉ khoản ma, xỉ khoản ma. Xỉ khoản ở đây có nghĩa là thích, yêu thích. Vậy cô Trang hỏi cô Tiếu xỉ khoản ma có nghĩa là thích không? Ai mà chả thích được cho tiền đúng không mọi người? Sau khi cho tiền cô Tiếu xong thì cô Trang nhận thấy là có vẻ do đứng ở ngoài nói chuyện hơi lâu ấy, nên là cô Tiếu hơi nóng mọi người ạ. Thấy cô Tiếu quạt quạt thấy hơi nóng nên là cô Trang mới hỏi cô Tiếu là rửa ma, rửa ma. Rửa ở đây có nghĩa là nóng, là nhiệt ấy mọi người. Thế nên sau khi cô Trang hỏi rửa ma thì cô Tiếu bảo là vâng em nóng lắm. Thế là cô Trang mới mời cô Tiếu vào trong nhà và bật điều hòa lên. Ngồi nói chuyện bật điều hòa một lúc thì lại thấy cô Tiếu cứ run cầm cập lên ấy mọi người ạ. Nên lúc này cô Trang lại phải quan tâm cô Tiếu và hỏi là lẩng ma. Nào cả lớp đọc cùng với cô nhá, cùng hỏi thăm cô Tiếu với cô nào. Lẩng ma, lẩng ma. Lẩng ở đây thì có nghĩa là lạnh. Và cô Trang hỏi lẩng ma có nghĩa là gì mọi người ơi? À, lạnh không? Từ đầu đến giờ thì các bạn sẽ chỉ thấy có cô Trang quan tâm đến cô Tiếu thôi. Toàn là cô Trang hỏi cô Tiếu mà không thấy cô Tiếu trả lời gì cả. Và không biết là các bạn có thắc mắc xem câu trả lời của cô Tiếu là gì không nhở? Nếu mà các bạn có chung thắc mắc này thì chúng mình cùng đến với phần ngữ pháp tiếp theo nhé. Trong phần ngữ pháp tiếp theo này thì chúng ta sẽ học phó từ khẩn. Khẩn. Khẩn ở đây có nghĩa là rất. Và thông thường nó sẽ cộng với tính từ để biểu thị rằng rất làm sao đó. Ví dụ rất ngon, rất đẹp, rất xấu, rất xinh, rất đắt, rất rẻ, vân vân. Nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay lại với câu chuyện của cô Trang và cô Tiếu nhá. Đó, sau khi mà cô Trang gặp lại cô Tiếu và hỏi thăm rất là nồng nhiệt là hảo ma, có nghĩa là ổn không, em có khỏe không á, thì theo các bạn cô Tiếu sẽ trả lời như thế nào để có thể áp dụng được cái cấu trúc ngữ pháp mà chúng mình vừa học nhở? À, cô Tiếu sẽ trả lời là khẩn khảo, khẩn khảo. Ở đây các bạn sẽ bắt gặp phó từ khẩn để biểu thị rằng rất. Còn từ khảo ở đây đóng vai trò là tính từ, vậy nên khẩn khảo có nghĩa là rất tốt. Cô Tiếu trả lời cô Trang là em rất tốt, rất ổn, rất khỏe. Rồi, sau khi mà nhận được món quà của cô Trang cùng với câu hỏi là ta ma, có to không, thì cô Tiếu sẽ trả lời gì? Mọi người có thể đoán trước giúp cô được không ạ? À, cô Tiếu sẽ trả lời là khẩn ta, khẩn ta. Có nghĩa là gì nhỉ? À, rất to, đúng không ạ? Tiếp theo nào. Rồi, không những được quà mà còn được cô Trang cho tiền nữa. Và cô Trang hỏi cô Tiếu là xỉ hoa ma,
thích không? Thì theo các bạn, cô Tiếu có thích không nhở? Các bạn nhìn biểu cảm của cô Tiếu xem có phải là cô Tiếu rất là thích hay là như nào ạ? Đúng rồi, cô Tiếu sẽ trả lời cô Trang là khẩn xỉ hoạn. Khẩn xỉ hoạn, rất thích. Và nếu như các bạn cũng thích được nhận quà giống cô Tiếu thì phải đọc to lên nhá. Đọc to lên cùng với cô Trang một lần nữa nào. Khẩn xỉ hoạn. Tiếp theo, rồi lúc này thì cô Trang thấy cô Tiếu đã quạt quạt tay đúng không? Và cô Trang quan tâm cô Tiếu, cô Trang hỏi là rửa mà, nóng không? Và nhìn cái biểu cảm này của cô Tiếu thì biết chắc chắn là cô Tiếu rất nóng rồi đúng không? Vậy thì rất nóng chúng ta sẽ nói là khẩn rửa, khẩn rửa. Rồi, rất nóng. Tiếp theo, bởi vì nóng được như vậy nên là cô Trang đã mời cô Tiếu vào nhà. Vào nhà thì bật điều hòa lên một lúc vậy cô Tiếu lại co ro. Thế nên sau khi cô Trang nhận thấy điều đó và cô Trang quan tâm rằng lẩn mà, em có lạnh không? Thì cô Tiếu lúc này mới thành thật trả lời là khẩn lẩn, khẩn lẩn. Các bạn có thấy là cô Tiếu rất là khó chịu không ạ? Vừa rồi thông qua các câu trả lời của cô Tiếu thì cô tin chắc rằng các bạn đều đã nắm được cách sử dụng phó từ khẩn cộng với tính từ để biểu thị rất như thế nào đó. Tiếp theo thì cô Trang sẽ chia sẻ với các bạn một cấu trúc ngữ pháp mới, đó chính là thải chấm 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 lợ, nhằm biểu thị cái gì đó quá lắm. Ví dụ, thải ngon lợ, ngon quá. Thải xinh lợ, xinh quá. Thải đắt lợ, đắt quá. Ồ, vậy thì nếu áp dụng mẫu câu này vào các câu trả lời của cô Tiếu thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Các bạn cùng theo dõi xem nhé. Ở đây khi cô Trang hỏi thăm cô Tiếu là có khỏe không thì cô Tiếu sẽ trả lời là thải khỏ lở, thải khỏ lở. Nếu so sánh với khấn khỏ thì giọng điệu khi nói thải khỏ lở có phần phấn khích hơn đúng không ạ? Quá khỏe luôn, khỏe lắm luôn. Thải khỏ lở. Tiếp theo, sau khi cô Trang đưa quà và hỏi tà mà, thì cô Tiếu sẽ trả lời là thải tà lở. Giọng điệu có vẻ là bất ngờ đúng không? To quá, thải tà lở. Rồi, tiếp theo này, khi mà cô Trang lại còn cho thêm cô Tiếu cả tiền nữa và hỏi cô Tiếu là xỉ khoan mà, thì cô Tiếu lúc này sẽ biểu thị sự phấn khích lên đến tột đỉnh luôn đúng không? Thải xỉ khoan lở, em thích quá. Rồi, lúc này khi mà cô Trang hỏi cô Tiếu có nóng không, rửa mà, thì cô Tiếu cũng biểu thị sao nhở? Thải rửa lở, biểu thị là em đang rất là nóng rồi, nóng quá đi. Rồi, tiếp theo, sau khi bật điều hòa lên rồi thấy cô Tiếu có vẻ lạnh thì cô Trang lại quan tâm là lẩn mà, em có lạnh không? Thì theo các bạn lúc này để biểu thị là lạnh quá thì cô Tiếu sẽ nói là gì nhở? Cô Tiếu áp dụng cấu trúc này để trả lời thì câu trả lời sẽ là thải lẩn lở, lạnh quá. Các bạn đã nắm được cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp này chưa ạ? Nếu đã nắm được rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với một cấu trúc mới nhé. Cấu trúc mới đó là bố thải cộng với tính từ nhằm biểu thị rằng không như thế nào đó lắm. Ví dụ, bố thải ngon, không ngon lắm. Bố thải bận, không bận lắm. Bố thải nhạt, không nhạt lắm. Rồi, để đi vào ví dụ lại là câu chuyện giữa cô Trang và cô Tiếu. Thì sau khi mà cô Trang hỏi cô Tiếu có khỏe không, nếu cô Tiếu áp dụng cái cấu trúc này vào câu trả lời thì câu trả lời sẽ là bố thải khỏ. Tình huống nó ngược lại hoàn toàn so với những câu trả lời ban đầu đúng không mọi người? Không khỏe lắm. Bố thải khỏ, không khỏe lắm. Tiếp theo, sau khi cô Trang đã tặng quà cho cô Tiếu rồi và hỏi là tả ma, thì câu trả lời của cô Tiếu là gì ạ? Bố thải tả. Câu trả lời tuy thẳng thắn nhưng có phần làm cho người tặng hững hụt đúng không mọi người? Đã tặng quà rồi còn bị chê là quà không to lắm nữa. Thôi lúc này cô Trang cũng vừa buồn mà vừa thẹn, nên là thôi tặng thêm một ít tiền cho cô Tiếu và hỏi cô Tiếu là xỉ khoan ma. Nhưng lúc này thì cô Tiếu lại nói gì nhở? Bố thải xỉ khoan. Có lẽ là cô Tiếu đang chê là cái khoản tiền này nó vẫn còn ít ỏi đúng không ạ? Nên mới nói là bố thải xỉ khoan, không thích lắm. Rồi sau khi tặng quà này rồi lại tặng tiền mà vẫn chưa đổi được niềm vui và sự hài lòng của cô Tiếu, thì cô Trang lại tiếp tục quan tâm cô Tiếu bằng cách là hỏi thăm xem cô Tiếu có nóng không, rửa mà. Nhưng lúc này cô Tiếu rõ ràng tay thì đang quạt quạt nhưng mà miệng thì trả lời là bố thải rửa. Bố thải rửa là gì nhỉ mọi người nhỉ? Không, không nóng lắm. Thì các bạn thấy câu trả lời này có đáng tin không ạ?
chắc hôm nay cô Tiếu bị khó ở hay sao ấy chứ. Cảm xúc từ nãy giờ rất là hời hợt và cáu kỉnh đúng không ạ? Rồi, bây giờ cô Tiếu vú thai rửa không nóng lắm. Tuy là nghe thấy câu trả lời của cô Tiếu là không nóng lắm rồi, nhưng rõ ràng nhìn thấy mồ hôi chảy ròng ròng và cái biểu cảm, cái hành động của cô Tiếu là đang quạt ấy, nên cô Trang cũng biết ý. Thôi thì mời cô Tiếu vào phòng và bật điều hòa lên. Ai ngờ vừa bật điều hòa được một lúc thì cô Tiếu lại run cầm cập. Và lúc này cô Trang lại phải một lần nữa quan tâm đến cô Tiếu, hỏi xem là cô Tiếu có lẩng mà, có nghĩa là lạnh không. Thì lúc này cô Tiếu khó ở của chúng ta lại có một câu trả lời làm cô Trang kiểu chưng hửng. Pú thải lẩng. Rõ ràng đang run cầm cập mọi người ạ, nhưng vẫn trả lời là pú thải lẩng, không lạnh lắm. Đến lúc này thì cô Trang nhận thấy một điều rõ ràng rằng cô Tiếu hôm nay hơi khó ở và trạng thái cảm xúc không được ổn định. Thế nên cô Trang đã hỏi rõ xem là vì sao. Chính vì vậy bây giờ chúng ta hãy tạm gác lại phần ngữ pháp của buổi học ngày hôm nay và bước sang phần hội thoại để xem là rốt cục tại sao cô Tiếu hôm nay lại không vui nhá. Trong phần hội thoại này thì cô Trang đã bắt đầu câu chuyện bằng cách hỏi cô Tiếu: Nǐ máng ma? Nǐ máng ma? Em có bận không? Và cô Tiếu trả lời rất là thành thật rằng khẩn máng. Khẩn máng, em rất bận. Thì hỏi ra tại sao lại bận, hóa ra là cô Tiếu ngoài cái công việc ở trên công ty ra thì còn đăng ký thêm một khóa học tiếng Trung của Alpha nữa. Bởi vì cô Tiếu bảo rằng ấy, nếu mà học thêm tiếng Trung nữa thì công việc của cô Tiếu sẽ thuận lợi hơn và cô Tiếu sẽ đạt được mức lương cao hơn. Thế lúc này thì cô Trang rất là tò mò nên đã hỏi cô Tiếu là Khả nhữ nán ma? Khả nhữ nán ma? Tiếng Trung có khó không? Tiếng Hán có khó không? Thì cô Tiếu mới trả lời cô Trang là Pú thải nán. Pú thải nán, không khó lắm. Lúc này thì cô Trang cảm thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì tiếng Trung từ trước đến nay đều được biết đến là một trong những ngôn ngữ khó học nhất hành tinh. Thế mà cô Tiếu lại bảo là Pú thải nán, không khó lắm. Hỏi ra thì mới biết là do cô Tiếu đăng ký khóa học ở tiếng Trung Alpha. Và ở tiếng Trung Alpha thì các thầy cô ngoài việc giảng dạy rất là bài bản, chuẩn chỉnh, nhiệt tình ra thì còn rất là năng lượng và truyền được cảm hứng đến cho người học nữa. Bên cạnh đó thì còn có những khóa học online song song để hỗ trợ cho các lớp học trực tiếp, và cô Tiếu có thể xem lại bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà những cái việc như là sợ lỡ bài, bỏ bài hay là không hiểu thì hoàn toàn không xảy ra với cô Tiếu. Và nếu như các bạn cũng quan tâm đến các khóa học của tiếng Trung Alpha thì hãy để lại comment hoặc là nhanh chóng bấm vào đường link ở phần mô tả nhé. Vậy là câu chuyện của cô Trang và cô Tiếu đã khép lại ở đây rồi. Bây giờ thì sẽ đến phần nhiệm vụ của các bạn nhé. Đó chính là phần luyện tập. Trong phần luyện tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại toàn bộ tất cả những kiến thức liên quan đến phát âm của bài 2. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Bắt đầu thôi. Trong phần luyện tập này thì nhiệm vụ chính của chúng ta sẽ là phân biệt âm, và cụ thể ở đây sẽ là phân biệt những vận mẫu mà hôm nay chúng ta đã được học. Ở đây thì cô Trang sẽ có những cặp âm dễ gây nhầm lẫn, và trong hai âm này thì có một âm đúng, một âm sai. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô Trang đọc thật là kỹ và lựa chọn ra đâu là đáp án đúng nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi, ở cặp âm đầu tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhá. Bản công. Bản công. Các bạn có 5 giây để hoàn thành đáp án. Bản công. Bản công. Rồi, thời gian hết rồi các bạn ơi, và hãy nói cho cô Trang biết đâu là đáp án cuối cùng của các bạn nhỉ? Bản công. Rồi, chính xác, đáp án đầu tiên chính là đáp án đúng. Chúng mình sẽ cùng đọc lại thật to đáp án này nhá. Bản công. Rồi, thế còn đáp án thứ hai chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ? Bản công. Bản công. Đáp án này là đáp án không chính xác ạ. Tiếp tục đến cặp âm thứ hai, các bạn vẫn lắng nghe thật kỹ xem cô Trang đang nhắc đến âm nào nhá. Bổ mãn. Bổ mãn. Âm nào nhỉ? Các bạn lại có 5 giây để hoàn thành đáp án của mình. Bổ mãn. Bổ mãn. Rồi, thời gian đã hết và đáp án của chúng ta chính là bổ mãn. Chính xác, ở đây chúng ta có vận mẫu an đúng không ạ? Bổ mãn. Còn bên này nếu mà đọc sẽ là bổ mãn, âm ân, không phải là âm được cô Trang nhắc đến, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng đến với cặp âm cuối cùng nhá. Hãy lắng nghe cô Trang đọc thật kỹ và lựa chọn này. Khẩn máng. Khẩn máng. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Khẩn máng. Khẩn máng. Rồi, thời gian đã hết và đáp án của chúng ta là chính xác, khẩn máng. Âm ang đúng không các bạn? Ang nó sẽ khác hoàn toàn với
an. Bên này là khẩn mán và đây là đáp án không chính xác. Đáp án cuối cùng của chúng ta là khẩn mán. Chính xác rồi. Hy vọng rằng ở cả ba câu hỏi này các bạn đều đã tìm ra đáp án đúng. Và bài 2 của chúng ta đã khép lại ở đây rồi. Hy vọng thông qua video này thì các bạn đã học thêm được nhiều kiến thức mới cũng như nhiều điều bổ ích. Cô Trang hy vọng rằng các bạn sẽ không ngừng luyện tập để biến những kiến thức này trở thành kỹ năng thực thụ của các bạn. Và đừng quên tua đến cuối video để xem cách viết những chữ Hán trong bài này nhé. Và đừng quên ấn like, share cũng như subscribe để theo dõi những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào chị.